Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip nhanh để giới thiệu với anh em chế độ PV Arena 1 VS1 mới ở trong bản cập nhật 4.0 vừa mới ban hành sáng ngày hôm nay. Để có thể tham gia được cái PP Arena này, anh em cần phải xây nhà PP Arena. Sau đó chúng ta vào mục Different Formation để chúng ta thiết lập đội quân phòng thủ cho chiến trường của mình. Và anh em sẽ có 3 slot ở hàng trước và 7 slot ở hàng sau. Tuy nhiên chúng ta chỉ triển khai được 5 đơn vị lính giống như là 5 trại lính của chúng ta thôi. Do đó nhiệm vụ của anh em là cần phải cân nhắc. Chúng ta lựa chọn vào các dấu cộng để triển khai đơn vị quân mà mình mong muốn. Tại đây thì anh em có thể lựa chọn tất cả những chiếc xe tăng, đơn vị pháo binh, bộ binh, xe diệt tăng hoặc là pháo chống tăng đã được mắc đơn vị là 7.2 và có thể là mắc level 200. Đây là phần free ở game. Ngược lại, còn lại thì anh em sẽ sử dụng chính cái sĩ quan mà mình đang có ở trong kho của mình để triển khai vào từng đơn vị này. Đấy. Vậy thì vấn đề sử dụng chơi Arena ở đây là chủ yếu xoay quanh về vấn đề sĩ quan và việc xếp đội hình xe tăng và pháo làm sao cho hợp lý vào đúng 7 ô và gây ra có lợi. Ngoài ra thì mỗi tuần anh em sẽ có được một lượng búp nhất định dành cho từng đơn vị một. Thì chúng ta chú ý để ý ở phần ngôi sao màu đỏ ở góc trên bên phải nhé. Thì mỗi trận đấu chúng ta sẽ có diễn ra trong vòng 2 phút và kẻ tấn công thì mà trong vòng 2 phút đó chưa tiêu diệt được bên phòng thủ thì sẽ bị là thua. Và tất cả những đơn vị xe tăng hoặc là thậm chí là pháo binh, bộ binh sẽ tấn công vào những đơn vị gần mình nhất. Do đó là việc sắp xếp đội hình làm sao cho nó khôn ngoan là đây là một điều rất đáng để chúng ta lưu ý. Như vậy là tính chiến thuật nó sẽ được nâng lên rất nhiều ở trong chiến trường PP Arena này. Và người chơi sẽ cần phải đau đầu hơn về việc thiết lập lựa chọn các đơn vị lính, đơn vị xe tăng và sắp xếp các vị trí của các đơn vị làm sao cho nó có thể counter được đối phương và tiêu diệt đối phương nhanh nhất trong vòng 2 phút để giành chiến thắng. Vậy thì hẹn anh em ở trong các clip lần sau liên quan đến việc sắp xếp đội hình và counter của các cái trận đánh PP Arena nhé. Và anh em lưu ý là PP Arena nó sẽ tính theo 10 chiến trường giống như là cuộc đua vinh dự chiến đấu và các đối thủ trong 10 chiến trường này sẽ đấu với nhau ở trong PP Arena. Anh em cần phải lưu ý cái điều này. Phần tiếp theo liên quan đến phần thưởng thì chúng ta sẽ hai loại phần thưởng theo ngày và phần thưởng theo tuần. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ được nhận một cốc bia và theo tuần chúng ta sẽ có 4 cốc bia. Và cốc bia này sẽ dùng để chiêu mộ sĩ quan ở trong Xavio Bicho. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có phần cửa hàng. Thì mỗi lần xếp hạng hàng ngày anh em sẽ nhận được điểm. Và trong phần cửa hàng này anh em sẽ có thể mua được các cái vật phẩm rất đáng giá. Ví dụ như là cốc bia, bản vẽ vàng, bánh răng và thể lực. Sau đó chúng ta sẽ chỉ việc nhấn vào nút thách đấu và tìm đối thủ. Chúng ta có tất cả 7/7 lượt thách đấu. Ngoài ra nếu anh em muốn có thêm thì chúng ta sẽ phải có vé thách đấu. Và cái vé thách đấu này anh em sẽ lấy ở trong nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi đối thủ thì sẽ có điểm số của mình và thứ hạng của mình. Anh em chỉ việc lựa chọn các cái đối thủ tương ứng. Trong quá trình trước khi bắt đầu trận đấu diễn ra thì anh em có thể thay đổi vị trí cũng như thứ tự cộng với lại lựa chọn lại các cái đơn vị xe tăng hoặc là đơn vị pháo binh. Ở đây có một điểm lưu ý là tất cả các đơn vị trong chiến trường PP Arena sẽ tự lựa chọn đối thủ của mình và anh em không thể can thiệp được. Và nó có một bước ưu tiên là lựa chọn những đối thủ gần nhau, những đơn vị gần nhau để tấn công trước. Do đó anh em cần phải cân nhắc và lưu ý vấn đề này. Sau khi chiến đấu thành công, anh em sẽ nhận được điểm của mình. Và dựa vào thứ điểm này thì chúng ta sẽ có một bảng xếp hạng tương ứng. Dựa vào bảng xếp hạng, anh em sẽ được phần thưởng theo ngày và phần thưởng theo tuần. Ok, thì trên đây toàn bộ thông tin về PP Arena, một chế độ mới ở trong bản 4.0. Hy vọng anh em có thể đón nhận nó. Còn mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau liên quan đến việc bố trí đội hình và cách counter các cái đơn vị xe ở trong PP Arena làm sao có thể chúng ta có thể leo rank nó hợp lý. Rồi, còn có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau. Goodbye.